Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà. Hiện nay thì mình đang là một nhân viên thiết kế của một công ty design. Và bên cạnh đó thì mình cũng là một chủ của một cửa hàng bán đồ tập cho nữ. Và chắc chắn là nhiều bạn đang rơi vào tình trạng của mình khi làm hai công việc cùng một lúc. Thì mình cảm giác là lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian quan tâm đến bản thân cũng như là những người xung quanh mình. Đó là những gì trong thời gian đầu thôi, nhưng sau đó thì mình đã tìm được một bảo bối giúp mình giải quyết được những vấn đề trên. Nếu như bạn cảm thấy mà lúc nào mình cũng rất là bận rộn, không có thời gian để quan tâm đến những sở thích của mình cũng như là gia đình, những người xung quanh mình thì hãy tiếp tục xem video này nhé. Là một người rất là thích đọc sách và mỗi khi tìm được một cuốn sách hay thì mình luôn muốn giới thiệu đến với tất cả mọi người. Ngay trong những cái buổi livestream của mình với khách hàng của mình thì mình cũng giới thiệu đến với khách hàng những cái cuốn sách giúp ích về sức khỏe cũng như là giúp mọi người giảm cân nhưng mà không cảm giác mệt mỏi, vẫn có những năng lượng tốt để có thể duy trì những hoạt động bình thường của họ. Và ba cuốn sách mà mình đã tìm được và giúp cân bằng cuộc sống hiện tại của mình mỗi ngày, ngay bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn nhé. Và đây là ba cuốn sách mà mình muốn giới thiệu đến với tất cả mọi người. Thứ nhất đó là cuốn Kỹ năng cân bằng cuộc sống và công việc. Thứ hai là cuốn Sức mạnh của động lực. Và thứ ba đó là cuốn 10 phút tĩnh tâm, 71 thói quen cân bằng cuộc sống hiện đại. Và đây là một bộ sách mà giúp ích cho mình rất nhiều trong việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc của mình hiện tại. Bây giờ thì mình sẽ đi vào review chi tiết nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cuốn Sức mạnh của động lực nhé. Đây là một cuốn sách của tác giả Roman Zell Green. Và nếu như bạn nào cảm thấy lúc nào bắt đầu một công việc mình cũng rất là nhiều năng lượng và lúc nào cũng tràn trề để tiếp tục, nhưng mà chỉ sau 2 tuần hay là nhiều hơn một chút, đó là 1 tháng, thì ngay lập tức những cái mong muốn của bạn, những cái hành động của bạn dừng lại bởi vì bạn mất động lực. Và đây chắc chắn là một cuốn sách dành cho bạn. Còn bây giờ thì đó chính là cuốn sách thứ hai, đó là cuốn 10 phút tĩnh tâm và 71 thói quen cân bằng cuộc sống hiện đại. Vì sao mình rất thích cuốn sách này? Thứ nhất đó là cái bìa rất là dễ chịu, mình rất là đặc biệt thích những cái thứ màu xanh. Và thứ hai đó là nó mang lại cho mình những kiến thức vô cùng bổ ích mà trước đây mình không biết được. Sau khi đọc xong cuốn sách này thì mình luôn dành ra 10 phút mỗi ngày để có thể tĩnh tâm, ngồi lại và nghĩ xem bản thân mình thực sự muốn gì. Và khi các bạn muốn biết được rằng mình muốn cái gì thì chắc chắn rằng bạn sẽ có được điều đó. Và đối với cuốn sách này, ngoài cái việc mà phân tích về lợi ích của việc tĩnh tâm thì tác giả có đưa ra 71 thói quen bạn có thể hoàn thiện mỗi ngày. Và như tác giả nói thì không cần bạn phải luyện hết 71 thói quen này mà chỉ cần duy trì 10 thói quen thôi thì cuộc sống của bạn đã hoàn toàn thay đổi. Bạn đã cảm thấy ý nghĩa trong cuộc sống này và có rất nhiều thời gian để dành cho bản thân cũng như là gia đình hay là những công việc yêu thích của mình. Và cuối cùng là một cuốn sách mình không thể bỏ qua trong bộ sách này, đó là chính là cuốn Kỹ năng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nếu như mà hiện nay có bạn nào đang làm việc rất là nhiều mà không có thời gian quan tâm đến bản thân, gia đình hay là những người xung quanh mình thì các bạn nên xem xét lại. Bởi vì theo như mình á, thì mình nghĩ rằng cuộc sống này không chỉ bản thân mình là đủ mà mình còn cần phải quan tâm đến những người xung quanh mình nữa, hay là chính bản thân mình cũng phải quan tâm đến những sở thích của mình. Thì cuốn sách này với những cái kiến thức sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Mình có thể nói qua những cái kiến thức trong cuốn sách này nhé. Thứ nhất đó là tác giả đưa ra những kỹ năng hòa nhập công việc và phần còn lại của cuộc sống. Tác giả đưa ra những kỹ năng để có thể sống thật. Và bên cạnh đó thì tác giả có đưa ra những kỹ năng để sống trọn vẹn này. Và cuối cùng tác giả có đưa ra những kỹ năng để các bạn có thể sống sáng tạo. Và khi có một cái đầu óc sáng tạo thì bạn có thể làm được rất là nhiều việc. Và ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu qua để cho bạn ba cuốn sách trong bộ sách này thôi. Còn việc tìm mua thì đó là các bạn có thể là tìm mua ở bất kỳ, mình nghĩ là ở trên mạng hay là bất kỳ chỗ nào cũng có bán bộ sách này. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Và hy vọng video này sẽ giúp ích được đến cho mọi người, đặc biệt là những người đang bị mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống và cảm thấy không có động lực để làm những cái việc mà mình yêu thích. Mình đã thành công, còn bạn thành công hay không đó là tùy thuộc vào chính bản thân bạn. Bye bye!